Căn cứ nghị quyết số 128 của chính phủ về ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tỉnh Đồng Tháp thuộc nhóm nguy cơ trung bình, cấp độ dịch số 2. Tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh vào sáng nay ngày 18 tháng 10, Bí thư tỉnh ủy Lê Quốc Phong nhấn mạnh, tuy Đồng Tháp thuộc nhóm nguy cơ trung bình, nhưng các ngành các cấp cần tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi diễn biến của dịch bệnh. Trong quá trình xây dựng kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, cần hướng dẫn cụ thể về nguyên tắc xét nghiệm, cách ly, khả năng thu dung, điều trị, số ca mắc trong cộng đồng, tỷ lệ tiêm vaccine, giao thương đi lại, các hoạt động tập trung đông người, kinh doanh, mua bán, dân dần. Đồng thời cân nhắc về quy mô, số lượng, đối tượng hoạt động, có thể áp dụng cao hơn một chút để giữ được tình hình. Cho rằng tình hình dịch bệnh trong khu vực tuy đã được kiểm soát, tuy nhiên vẫn có nguy cơ và khả năng bùng phát trở lại. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu tiếp tục giữ các chốt kiểm soát liên tỉnh. Cùng với đó là kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các cấp cho phù hợp với tình hình thực tế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu sớm hoàn chỉnh kế hoạch để có hướng dẫn cụ thể áp dụng trên địa bàn tỉnh.